chúng ta gặp nhau ở một cái đoạn video tiếp theo mà mình chia sẻ cho các bạn về cái chủ đề rằng là cách làm sao mà chúng ta mua bán online để đỡ thất thoát tiền bạc. Và cái thời đại ngày hôm nay mà là cái thời đại chúng ta phải kinh doanh online, giới trẻ thì họ tiếp nhận cái vấn đề này rất là nhanh. Họ mua hàng online, rồi họ bán online, rồi họ trả tiền online, họ thanh toán online, họ làm rất là nhộn nhịp. Tuy nhiên cái giới lớn tuổi, mình gặp những người mà lớn tuổi có độ tuổi mình thôi là đã ngại rồi. Họ ngại và họ cứ nói rằng là cái giới online làm sao có cái chuyện này nó xảy ra. Họ cứ nói những cái câu đó. Và một số doanh nghiệp lớn á, lâu đời á, ở Việt Nam của chúng ta lâu đời mà chủ doanh nghiệp á, là những cái người mà lớn tuổi á, thì họ cũng có cái tư duy nó như vậy á, và thế là nó, họ làm cho cái doanh nghiệp họ nó bị tụt hậu, nó bị hụt hơi, họ đi không có kịp. Bạn nhận ra họ đi không kịp, họ bị hụt hơi. Thời gian qua là rất là nhiều cái doanh nghiệp kinh doanh lâu đời bị hụt hơi. Ngày hôm qua mình cũng mới đứng ở một cái lớp và cái bạn đã kinh doanh cái thiết bị thể thao, dụng cụ thể thao, dùng thể thao là đã 9 năm rồi các bạn, mà bây giờ bạn bị hụt hơi. Bây giờ doanh số nó xuống mà vì kinh doanh nó giảm xuống, và bây giờ bạn phải đi học để bạn nâng cấp đi. Bạn nhận ra điều này nó là nhiều người thì cứ nghi ngờ cái kinh doanh online, rồi làm sao thanh toán online, và nó làm cho bạn bị hụt hơi. Tuy nhiên kinh doanh online và kinh doanh truyền thống nó đều có những cái rủi ro. Kinh doanh truyền thống, khi mà bạn mua hàng, bạn ra chợ bạn mua hàng, thì nhiều lúc bạn về nhà bạn cũng nhận món hàng đâu có đúng đâu. Cái chất lượng bên trong khi dùng chúng ta mới biết mà. Nên online, nếu chúng ta biết cái quy trình thì nó cũng rất là chặt chẽ. Và những cái rủi ro thì nó nếu mà chúng ta không biết quy trình thì rủi ro nó luôn xảy ra, còn chúng ta biết thì cái rủi ro nó giảm xuống. Dĩ nhiên nó không đảm bảo 100%, nhưng mà cái rủi ro nó giảm xuống. Và offline cũng vậy, cũng chúng ta không làm không đúng quy trình thì cái rủi ro chúng ta nó cũng cao lắm. Mà chúng ta cần phải thay đổi cái góc nhìn. Bạn xem thử bạn thuộc cái nhóm người nào nhé. Trong xã hội chúng ta có 4 nhóm người. Cái nhóm thứ nhất là nhóm thích thay đổi, họ thấy cái gì mới là họ thay đổi, họ cập nhật liền, họ rất là nhanh nhẹn. Mình là dạng cái nhóm là thích thay đổi, đổi đây mà thay đổi rất là nhanh. Các bạn thấy bây giờ mình ứng dụng công nghệ là mình làm rồi rất là tốt. Cái nhóm thứ hai là thay đổi sớm, tức là khi mà họ nghe ai đó nói, nghe thuyết phục vài câu là họ thay đổi liền, họ thấy cái điều này là hữu ích. Cái nhóm thứ ba là cái nhóm chậm thay đổi, tức là họ cần phải chứng minh, họ theo dõi một thời gian, họ quan sát rồi xong họ mới thay đổi. Cái nhóm cuối cùng là nhóm không thay đổi, nhất quyết không thay đổi, kiểu gì cũng không thay đổi. Cái nhóm đó mà nói cái nhóm bảo thủ kinh khủng. Dù bạn thay đổi hay không thay đổi thì cái thời đại này nó cũng đã thay đổi, nó vẫn đi, nó vẫn tiến về phía trước. Cái nhóm bảo thủ thì phần nhiều là cái cuộc sống họ rất là khó khăn. Họ có tiền thì họ cũng rất là khó khăn, bởi vì cái suy nghĩ của họ nó không thay đổi. Họ luôn la mắng cuộc sống này, họ luôn trách than trách cuộc sống này. Rồi bây giờ chúng ta quay lại chủ đề. Thì để giảm mua bán online thì chúng ta có những cái hình thức sau. Hình thức thứ nhất là chúng ta mua hàng, mua bán giao tiền hàng theo cái dạng người ta là gọi là COD. COD là từ viết tắt của COD, viết tắt của từ Cash on Delivery. Mà từ tiếng Anh nó nghĩa là tiền mặt nè, là khi giao hàng, tức là khi giao hàng thì chúng ta nhận được tiền mặt. Tuy nhiên cái ngôn ngữ mà đúng á, mà người ở chúng ta hay gọi là thu hộ, tức là khi giao hàng thì thu hộ. Cái mô thức này nó như thế nào? Nghĩa là bạn đặt mua hàng ở người bán, ok chưa? Bạn đặt chấp nhận mua cái món hàng đó mà bạn chưa có trả tiền, rồi cái người bán đó mới giao cho người giao hàng, một cái bên gọi là bên giao hàng, rồi cái người bán đó họ ủy quyền cho cái bên giao hàng thu tiền đó, vừa giao hàng và thu tiền hộ cho tôi, và cái người giao hàng đó họ đồng ý và họ giao đến bên chỗ bạn. Bạn nhận hàng xong bạn đưa tiền, bạn dùng chưa, cho cái bên thứ ba là cái người giao hàng đó, rồi người giao hàng đó về giao lại cho cái anh bán. Bạn hình dung ra cái quy trình đó chưa? Vậy thì cái lúc mà bạn nhận món hàng đó thì bạn cần phải chuẩn bị để bạn khui ra, bạn xem thử nó có giống như cái món mình vừa đặt không. Giống, ok, mình giao hàng. Phương pháp như vậy người ta gọi là COD, nghĩa là nó vừa kết hợp một chút truyền thống và vừa kết hợp một
chút hiện đại online, nghĩa là bạn thấy được khách hàng qua online, bạn đặt hàng qua online, mọi thứ bạn trao đổi nói chuyện qua online. Nhưng cái cách nhận hàng là bằng truyền thống và giao tiền là bằng truyền thống. Cái cách này là cái cách mà hiện tại ở Việt Nam dùng nhiều nhất. Khoảng 90% các đơn hàng mua bán online giữa cá nhân với cá nhân, giữa doanh nghiệp với cá nhân là thường thường người ta dùng cái cách này, bởi vì nó tiện lợi và nó cảm giác nó an toàn cho cả hai bên. À, cái cách này thì nói chung là nó khá an toàn, chỉ còn một chút rủi ro là khi chúng ta về chúng ta dùng thì chúng ta mới biết rằng là hàng thật hay hàng không thật, thì bắt buộc thôi. Kinh doanh truyền thống cũng vậy, bạn ra chợ bạn mua bạn trực tiếp bạn lựa, nhưng mà về nhà nó còn nhiều lúc hàng nó còn hỏng thật mà, nên là nói chung là cái phương pháp nào nó cũng có một chút xíu rủi ro ở trong đó hết. À, và bạn nên chọn cái cách này và nó tương đối thỏa mãn cho hai bên. À, cái còn lại là khi nhận hàng thì bạn cần phải kiểm tra kỹ trước khi nhận, trước khi ok rồi đưa tiền thôi. À, chỉ có chút xíu chỗ đó thôi. À, vậy là bạn cứ an tâm mua hàng online, mua hàng online bạn đừng có ngại, mình cũng khuyên bạn là nên mua hàng online. Có những món hàng ở tỉnh các bạn không có mà ở Sài Gòn này có, hoặc là những cái vùng đặc sản có những cái món như dừa sáp đi ở dưới Trà Vinh có mà ở trên Sài Gòn này đâu có, thì các bạn cứ mua qua online rồi người ta giao đến nhà thôi. Những người kinh doanh mà đàng hoàng thì các bạn không có ngại, ở đâu cũng có những người kinh doanh đàng hoàng, người kinh doanh không đàng hoàng mà người kinh doanh đàng hoàng nhiều hơn các bạn rồi, nên các bạn cứ an tâm đi. Cái cách thứ hai là bạn có thể dùng qua ngân hàng. Bạn yêu cầu phía bên bán hàng giao cho bạn tài khoản ngân hàng để bạn chuyển, thì cái tài khoản ngân hàng để mở được tài khoản ngân hàng thì các bạn phải có giấy tờ chứng minh nhân dân đồ hết rõ ràng hết. và phải, bạn phải kêu yêu cầu cung cấp địa chỉ luôn nữa. Tuy nhiên cái mô thức này thì cũng ít sử dụng. Nó sử dụng trong trường hợp nào, ví dụ bạn mua một cái đơn hàng lớn và nó không đảm bên người bán hoặc không đảm bảo thì họ phải yêu cầu bạn đặt cọc. Thì cái đặt cọc đó là chúng ta cần phải đặt cọc trước bao nhiêu phần trăm, nên chúng ta thanh toán qua ngân hàng. Bạn hình dung ra này chưa, cái những cái đơn hàng lớn. Còn bạn siêu đi thì hay những cái đơn hàng gọn nhẹ, tức là mua một lần hết đơn hàng, không cần phải đặt cọc đâu gì hết. Khoản tiền nó cũng ít, một vài triệu đổ lại, một vài trăm, một vài triệu. Còn COD là ngân hàng, đó là dành cho những cái hợp đồng lớn, những món hàng nó tới 50 triệu thì chúng ta phải đặt cọc trước, rồi bên này họ mới dám làm chứ. Rồi sau đó giao hàng rồi chúng ta mới chuyển tiền tiếp. Cái phương pháp vậy người ta gọi là thanh toán qua ngân hàng, hoặc là doanh nghiệp họ làm việc với doanh nghiệp cũng hoàn toàn qua online thì họ cũng dùng phương pháp cái ngân hàng này. Thì để đảm bảo hơn thì cái ngân hàng chúng ta cần phải xác minh. Trước tiên là chúng ta phải xác minh trang web của họ đã đăng ký với Bộ Công Thương chưa, cái website của họ kinh doanh họ đã đăng ký với Bộ Công Thương chưa. Nếu mà họ đăng ký với Bộ Công Thương thì chúng ta khá an tâm, vì thông tin của họ nó khá rõ ràng. Cái thứ hai là cái website của họ, họ đã đăng ký về cái an toàn uy tín với chất lượng người dùng chưa, nó có cái nhãn đó. Những đoạn video sau mình sẽ nói tới cái việc đăng ký đó, làm sao đăng ký những cái nhãn an toàn đồ đó. Chúng ta cần phải kiểm tra những cái thông tin đó. Mà họ đã đăng ký rồi thì chúng ta khá an tâm, bởi vì họ bán không đúng thì có những nơi này nơi kia can thiệp, cả thông tin chúng ta biết. Các bạn gửi những cái thông tin đó về chính quyền địa phương nơi họ là, các bạn thấy họ cũng ngại, nên là bắt buộc họ phải làm ăn đàng hoàng. Mà những người nào mà họ đã cho rõ ràng những thông tin đó thì chắc chắn là họ làm ăn đàng hoàng, bạn an tâm đi. Còn những người nào mà họ không cho thì bạn đừng có mua. Cái thứ ba là hiện tại thì có những người chỉ mua bán hoàn toàn qua Facebook thôi. Thì cái này thì cái rủi ro nó cao nhất. Họ không có website rồi gì luôn, họ có một cái tài khoản Facebook rồi họ ra bán trên Facebook. Thì bạn phải kiểm tra cái người này. Thứ nhất là trên cái banner của họ, họ có để thông tin địa chỉ đồ rõ ràng không? Số điện thoại rõ ràng, và bạn dùng internet để bạn điều tra, bạn nghiên cứu cái thông tin này nó có rõ ràng hay không. Cái thứ hai mà cái avatar của họ mà họ không để xuất hiện hình cái mặt của họ, mà họ để xuất hiện cái hình khác thì bạn hãy cẩn thận.
Người nào mà kinh doanh là họ phải dám trừ mặt ra, kinh doanh họ giấu mặt đây là bạn phải cẩn thận. Thứ hai là những cái tin chia sẻ ở dưới, họ có xuất hiện cái mặt của họ không, hay họ chỉ có rao sản phẩm không thôi, ngày đi ngày lại bạn thấy sản phẩm không hiểu cái người bán ở đằng sau lưng đó, người chủ là ai, họ có chụp cái mặt họ thì họ chụp không có rõ ràng. Tức là tóm lại bạn nhìn là bạn quan sát là bạn thấy họ ngại, họ rất ngại xuất hiện cái mặt của mà xuất hiện cái hình của họ bên ngoài không ra, hoặc là một vài tấm nó không có rõ ràng thì những người đó bạn đừng có nên mua. Còn những người mà họ cái danh đàng hoàng là họ xuất hiện cái mặt của họ liên tục, họ có cái hình của họ rõ ràng ở trên đó. Các bạn lên Facebook của mình á, các bạn thấy ngày nào mình cũng xuất hiện cái mặt của mình trên đó, avatar cũng có hình mặt mình, các cái hình hàng ngày mình chụp mặt mình rất là rõ ràng. Rồi họ livestream á, các bạn đó, họ livestream, những người họ cái danh rõ ràng họ livestream, thấy khuôn mặt của họ, nghe giọng nói của họ, họ cho chúng ta thấy địa chỉ cửa hàng đồ luôn, rất là rõ ràng. Các bạn không, rất là tin tưởng, không có cái gì chúng ta phải ngại hết. Và để cẩn thận hơn thì chắc chắn là cái trang Facebook cá nhân của họ, họ có kết bạn với và họ có chồng của họ trên đó, vợ của họ trên đó, các bạn hiểu chưa? Anh chị em bà con bố mẹ trên đó thì chúng ta lên chúng ta kết bạn với những người đó luôn. Để cần thì chúng ta nhờ những người đó can thiệp giùm cho chúng ta. Nên là chúng ta có quy trình làm thì chúng ta an tâm đi, các bạn cũng không có ngại. Cái thứ tư là nó có cái cơ chế thanh toán, người ta là PayPal, có người gọi là PayPal, nói chung PayPal gì đó, cái cách gọi thôi. Nhưng mà cái hình thức này, cái hình thức này thì ở trên quốc tế người ta dùng nhiều, ở Việt Nam chúng ta cũng có một số cái hệ thanh toán, cái cổng thanh toán người ta cũng làm theo cái cách thức này. Nghĩa là sao? Nghĩa là bạn mua hàng thì bạn phải có một cái tài khoản PayPal. Bạn chuyển tiền, bạn quyết định mua cái món hàng đó và bạn phải chuyển tiền vào cái tài khoản PayPal đó. Ok chưa? Và khi bạn chấp nhận mua gì thì tài khoản PayPal nó sẽ trích cái tiền đó ra để nó thanh toán. Nhưng mà bên nhận chưa có nhận được, bên mua hàng đó, họ chưa có nhận được. Cho tới khi họ gửi hàng cho bạn, bạn nhận được món hàng, bạn kiểm tra ok, bạn lên, bạn xác nhận rằng đã ok, đã nhận hàng ok, thì bên mua họ mới được nhận tiền. Bạn dùng cái hình thức PayPal này chưa? Cái hình thức PayPal này thì khá ok. Nhiều người họ cái nhân là họ làm cái cách thức này. Ở Việt Nam chúng ta có một số cổng thanh toán vẫn làm cái cách thức này. Tuy nhiên mình không có dùng những cổng Việt Nam nên mình không có nắm được. Còn cái cổng này thì chúng ta thanh toán toàn thế giới. Các bạn mua hàng bên Mỹ, các bạn kinh doanh qua tới bên Mỹ cũng được bằng cái cổng PayPal này. Nó là khi chúng ta biết cách thì mọi thứ nó đơn giản, nó không có gì khó. Còn rủi ro, mình nói với các bạn, online hay offline đều có rủi ro nếu chúng ta không biết cách. Còn chúng ta biết cách thì rủi ro nó rất là giảm. Hồi giờ mình mua hàng thì mình chưa bị cái rủi ro gì xảy ra. Mình mua món hàng thì họ giao đúng. Bạn hình dung ra chưa? Tại vì người kinh doanh đàng hoàng nó nhiều hơn mà. Còn cái người mà kinh doanh không đàng hoàng là họ có những biểu hiện liền à. Bạn quan sát trên Facebook của họ, trên website họ là chúng ta biết liền à. Họ không có rõ ràng, tìm hiểu những thông tin đó nó không có khớp với nhau. Còn người kinh doanh rõ ràng thì nó khớp với nhau hết. Đây là những cái chia sẻ của mình. Cứ mỗi đoạn video, cái cách của mình là mỗi đoạn video mình chia sẻ một cái chút cái kiến thức gì đó, một chút cái kỹ năng gì đó. Chứ mình không có làm những cái đoạn dài. Làm đoạn dài nhiều lúc các bạn xem dài các bạn ngán. Và mình dự kiến là 1.000 đoạn lận. Bây giờ mình đang tiến tới cái mốc là 200 đoạn đầu tiên. Nên là các bạn thường xuyên theo dõi, nhớ đăng ký cái nút đỏ trên YouTube nha. Cái nút đỏ, cái nút đăng ký, bạn bấm vào nút đăng ký để mình có những đoạn nào mới thì nó sẽ báo cho các bạn ngay. Và không những thế thì bạn còn giới thiệu đến cho những người bạn bè, những người thân của mình. Cái kiến thức nó luôn tốt mà, biết nó vẫn tốt hơn là không biết mà. Đó. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chúng ta sẽ gặp sau. Mình tên là Nguyễn Thế Duy và người sáng lập Vườn Ươm Vitrinin tại thành phố Hồ Chí Minh các bạn nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bye bye các bạn.